いわ。早い。ủa mình thấy xe nhắc trừ là cái gì ta, đúng không? Em coi lại cái mình thấy nó xe nó bỏ nó xe vô nhắc trừ luôn mà. Ờ nhưng mà anh thấy lúc mà mình quay clip á là anh thấy nó xe nhừ luôn mà. Nó làm cách nào ta, đi coi lại coi. Mà coi lại cái. Lần ba ống ly. Ô, ống dài dữ. Họ làm cái khay, họ trút cái khay lên cái là xong nha, bỏ cái khay lên đó, khay là bao bủ luôn, làm cái khay đưa lên cái gạt cái là xong. Mấy chờ xíu nha con, chú đang thay cam vô á con. Cái khay ở trên nó bị nghiêng, nó thiết kế nghiêng để cam ở trên nó sẽ chạy xuống dưới. Làm cách nào để nó lấy trái cam ra ta? Thì nó rớt cái lỗ biết rồi, nhưng mà cái này chắc nó cũng thiết kế cái khay dưới bị nghiêng luôn hả?
Tôi nghĩ rớt nó mới lại. Chứ không thể là rớt mới làm mỹ thuật kia lại. Mấy thằng này khách hàng luôn. Quá trời cao luôn. Rớt rớt rớt. Sao hàng dài vậy? Mình đứng đầu hàng luôn. Lên tí xíu đi. Hay luôn á ta. Mấy này Việt Nam mình họ thiết kế được hết. Tại họ không nghĩ tới chứ bây giờ nếu mà nghĩ ra cái làm được hết này. Về thiết kế cái ba. Thôi ba không phải cái này phải nghề của ba. Về đặt ta làm đó. Ờ đặt được chứ mình không phải là kỹ sư cơ khí, mình không làm được. Rồi cái xong mở quán cà phê. Để cái đó đó. Việt Nam mà làm được mấy cái này đầy. Làm bán đầy, tại mình bán mình uống cái này nhiều mà. Cái sành Việt Nam mình rẻ. Cái gì ý tưởng thì mình nghĩ được nhưng mà mình đắt, ba không làm được thôi, tại ba không phải nghề của ba. Ờ mấy muốn qua đó chơi đúng không? Rồi chào ba mẹ mua nước cam xong mình chơi. Nước cam xong đi mua đồ mới chơi được không? Chào con Dung đi, con chào con Dung đi, con làm cho con chơi. Hình như ai đi ngang con thấy cũng phải chụp hình để quay phim đoạn này hết á. Ai thấy cũng nhìn cũng chụp hình đó. Rồi nữa hả? Đây luôn à, ôi. Bao nhiêu là cam luôn á trời. Cam nghĩ một mình là 10 kg rồi. Cái này nó bán trong bao lâu hết cái đống đó? Chắc cũng nhanh đó ha, tại cam đó. Chắc khoảng một ngày thôi, tại vì nó đâu để lâu được. Em thấy nhiều người mua rồi ba, anh nghĩ em thấy cầm ly nhiều lắm nha. Ờ. Cái này lạ đó. Nó ngon nữa. Có 350 thì đâu có mắc đâu. Ừ thì đó. Giá hợp lý. Em nghĩ là 4 trái thì bằng với siêu thị á. Ờ. Mua về cỡ còn phải xay chụp. Siêu thị mua bịch 5-6 trái, 5 trái là 400 viên rồi. Nó ghi kìa 45 giây, trung bình là 45 giây cho một trái, như vậy một phút đi, một phút một trái, một phút một nữa, một phút một người mua, một tiếng là được 60 người một ngày, 60 người. Ôi, chết rồi, nó bị lỗi rồi. Xin lỗi tôi, em đứng đây quay phim bị áp lực quá, quay phim bị áp lực, chạy lên mấy cái cây ảnh này. Ừ. Em đưa ảnh cho anh, không biết anh nó biết là em bỏ như đó sao. Ờ quay đoạn này nữa, bị rớt rồi.